Hôm nay chúng ta quay trở lại với lôi đài Mikati kỳ 45. Trận công đài đầu tiên là giữa hai vận động viên. Công đài là Hoàng Duy và đài chủ là Lê Quốc Kiếm. Set 1, ghi bóng trước 1-0, 0-1. Một đều. Đây là một trận đấu mà có rất nhiều fan hâm mộ đã theo cả hai vận động viên cả hai bên. Rất đẹp, pha bóng rất tốt. 1-3. Hai ba. Quá kinh tế luôn. Hả? Tôn trọng. Một cái chạy bóng rất tốt của Lê Quốc Tiến. 6-4. Bảy bốn. Bốn tám. Năm tám. Rất nhanh. Chín năm. Ta thấy là khán giả đang rất là phấn khích cái trận đấu. 3-18. Tỷ số đã được rút ngắn. Rất tuyệt vời quả trận vừa rồi của Hoàng Duy. Và đây là quả quyết định. Thua trực tiếp. Vậy là Hoàng Duy đã kết thúc set 1. Tỷ số là 9-11. Đại chủ Lê Quốc Tiến tạm thời dẫn trước 1-0.